Xin chào tất cả mọi người nhé. Và bây giờ thì chúng ta được gặp lại Nguyễn Hà, một vị khách hàng đến với Thuốc Cốc ngày hôm nay và mong muốn sử dụng dịch vụ nâng mũi. Và ngay bây giờ thì các bạn hãy cùng tôi trò chuyện với Hà một chút mọi người nhé. Chào em, hôm nay mình đến mong muốn sử dụng nâng mũi phải không ạ? Trước tiên thì anh sẽ kiểm tra của mình một chút nhé. Về cái dáng mũi của mình trước đây thì mình đã từng can thiệp mình đã can thiệp gì chưa về dáng mũi của mình chưa? Trước đây là mình chưa hề can thiệp bất cứ một thứ gì vào dáng mũi của mình đúng không ạ? Thì anh sẽ nói một chút về cái tình trạng mũi của mình gặp phải nhé. Tình trạng mũi của mình gặp phải thì phía gốc mũi khá là thấp này, khoảng cách gốc mũi đầu mũi là khá là ngắn. Đấy là nguyên là hai cái bên cái em nhìn có thể nhìn thấy là hai cái ngăn mũi, hai cái mũi của mình rất là dày này. Đấy, lỗ mũi thì to và cái giang mũi này có thể can thiệp và có thể cải thiện được rất là nhiều ấy. Thì sau khi làm mũi thì mình có mong muốn được giang mũi của mình như thế này? Những cái như anh vừa nói thì bản thân em trước đây khi mà mỗi ngày mình soi gương thì mình cũng đều nhận thấy là khi em làm công việc của em thì ngoài ra có kinh nghiệm của bộ ảnh ấy. Mỗi khi đi chụp hình thì cũng thấy là phải đánh giá rất là nhiều mới lên được cái dáng mũi mà em mong muốn. Thì hôm nay đến với Thuốc Cốc thì được gặp được đội ngũ y bác sĩ ở đây thì em mong muốn là cái dáng mũi của em sẽ được nâng cao lên để phù hợp với khuôn mặt của em, cũng không nhất thiết là phải cao quá, chỉ cần phù hợp với khuôn mặt của mình thôi. Và cái phần cánh thì em mong muốn là nó gọn lại một chút, gọn lại một chút. Vậy là mình là công việc của mình còn người mẫu ảnh nhé. Dạ, và anh cũng tư vấn luôn cho mình là khi trong công việc của mình là người mẫu ảnh thì anh tư vấn cho em là nên làm mình cái dáng mũi nó tự nhiên một chút nhé, không cao quá mà là phù hợp với khuôn mặt của mình. Thì hiện giờ bên Thuốc Cốc thì đang có cái gói dịch vụ là nâng mũi highlight bản cấu trúc Laurel 4.0 vô khuẩn. Cái dịch vụ này thì cũng đang rất là nhiều những khách hàng đến với Thuốc Cốc và mong muốn được sử dụng dịch vụ này. Đấy. Và cái công nghệ làm này thì bọn anh sẽ là một đường rất là nhỏ ở phía trong cánh mũi này của em này. Đấy. Đây, phía trong cánh mũi của mình nhé. Xong rồi sẽ đặt xung xếp siêu hai lớp được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Có độ tương thích rất là cao cơ thể và đặc biệt là có định hình được chiều cao tùy ý. Định hình chiều cao tùy ý là sống mũi này của em nếu do em mong muốn. Đấy, mình sẽ đặt sụn vào cái sống mũi này của mình. Nhé. Về cái gói dịch vụ này thì mình hoàn toàn yên tâm về sự đảm bảo. Hay là cái dịch vụ này thì tâm máu rất là tốt, không đau, không chảy máu. Cái vấn đề này em cũng đang khá là quan tâm và muốn hỏi anh đó. Không biết là làm cái kiểu mũi này còn nó có đau lắm không? Chắc là chắc em nghĩ là nhiều chị em khi mà đi quan tâm đến dịch vụ nâng mũi này ạ thì cũng đều có cái tâm lý như em là muốn người khá sợ đau. Đúng rồi ạ. Muốn em sẽ đau đây thì câu hỏi rất là nhiều khách hàng đến với Thuốc Cốc rất là mong muốn được các bác sĩ của Thuốc Cốc đã thực hiện làm đẹp cho mình, nhưng cái vấn đề gặp phải là lo sợ đau. Anh giải thích luôn cho mình rất là tâm lý. Anh giải thích luôn là khi các bác sĩ đã thực hiện thì các bác sĩ đây là tiểu phẫu, các bác sĩ chỉ gây tê đó, gây tê tại chỗ thì gây tê thì hơi nhói một chút, gây tê còn đâu. Sau khi các bác sĩ đã thực hiện xong gây tê rồi thì không còn đau, khó chịu bất cứ một thứ gì nữa. Yeah, hoàn toàn thoải mái, các bác sĩ thao tác, những động tác thao tác của bác sĩ thì cũng rất là nhẹ nhàng. Trong cái quá trình làm đấy là em vẫn biết được đúng không? Mình vẫn hoàn toàn biết nhưng mà lại không cảm thấy đau. Mình hoàn toàn biết các bác sĩ đang làm cho mình nhưng mà mình không cảm thấy đau, mình không cảm thấy khó chịu gì cả. Cái đấy thì hoàn toàn yên tâm. Em muốn hỏi em muốn hỏi thoải mái để anh sẽ giải quyết cho mình. Dạ vâng. Em muốn hỏi cái chế độ nghiêm cũng sau khi mình nâng mũi thì nó có nhiều vấn đề cần phải kiêng không, và sau khi nâng mũi thì nó có bị sưng nề nhiều không? Về cái vấn đề này nhé, về vấn đề kiêng nhé, thì khi làm xong thì mình sẽ được mời xuống hậu phẫu và nghỉ ngơi trong khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Sau đó thì mình sẽ được về ngay trong ngày và không phải nằm viện. Nhé, mình không phải nằm tại vị trí nào, không phải nằm viện. Đấy. Hay là khi những công việc của mình mà không cần phải giao tiếp quá nhiều hoặc không phải lên hình thì mình có thể đi làm luôn trong ngày mai, không phải nghỉ ngơi gì cả, bởi vì là sẽ băng lại cho mình và mình có thể đi làm luôn này. Về kiêng, về chế độ ăn kiêng thì mình kiêng những ngày đầu thì mình sẽ kiêng cho anh những đồ nếp, rau muống, thịt gà. Đấy, về hải sản thì mình có thể là hạn chế một chút cho anh. Em cũng kiêng khá là nhiều đồ ăn đấy. Không biết là sau bao lâu thì em có thể ăn được lại nhiều đồ? Sau khoảng 3 tuần, 4 tuần thì mình có thể ăn uống lại bình thường. Và cái chuyện cái nữa khi làm thì nó sẽ hơi nề một chút và cái tình trạng nề sưng thì nó sẽ giảm dần 2 ngày 3 ngày, nó sẽ giảm. Chắc
cái tháo nẹp ở đấy chỉ khoảng 3 ngày thôi. 3 ngày, 4 ngày là 5, 3 đến 5 ngày là mình có thể tháo nẹp rồi. Mình có thể tháo nẹp trở lại bình thường rồi. Còn khi mà ngủ mình có phải để gối, để kê đầu như các bạn? Em thấy các bạn chia sẻ là như thế. Thì không biết là... Thì mình cứ nằm sao mà cho tư thế của mình thoải mái nhất. Bởi vì là khi ngủ đã có cái nẹp cố định rồi. Thì đã băng cố định rồi thì mình không phải lo lại vấn đề đấy. Vậy thì bây giờ thì nếu mà mình quyết định sẽ sử dụng dịch vụ đấy thì anh sẽ mời em vào trước khi làm thì mình sẽ xét nghiệm nhé, đo huyết áp, thử máu, tim mạch và đủ điều kiện để có thể đủ sức khỏe, đủ điều kiện mình có thể phẫu thuật thì sẽ tiếp tục tiến hành phẫu thuật em nhé. Bây giờ anh sẽ mời em để mình sẽ làm xét nghiệm nhé. Vâng các bạn ơi, thì các bạn hãy theo chân chúng tôi để biết được cái sự thay đổi của Nguyễn Hà, một bạn nữ đến để thực hiện gói dịch vụ nâng mũi highlight bản cấu trúc nanocell 4.0 vô khuẩn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.